thay đổi cách xếp lương giáo viên, hơn 1.800 nghề công việc được về hưu trước tuổi hay thuốc đông y được bảo hiểm y tế thanh toán. Đó là một số chính sách quy định sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3 này. Năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 4 thông tư quy định về hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên các cấp có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 trong đó giáo viên mầm non áp dụng hệ số lương từ 2,1 đến 6,38, hiện nay đang áp dụng hệ số lương giao động từ 1,86 đến 4,98. Giáo viên tiểu học áp dụng hệ số lương giao động từ 2,34 đến 6,78. Hiện nay hệ số lương của đối tượng này đang giao động từ 1,86 đến 4,98. Giáo viên trung học cơ sở áp dụng hệ số lương giao động từ 2,34 đến 6,78. Hiện nay đang hưởng lương theo hệ số lương từ 2,1 đến 6,38. Theo Nghị định số 04 năm 2021 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, kể từ ngày 10 tháng 3, không chỉ người sử dụng văn bằng chứng chỉ của người khác bị phạt, mà người cho mượn cũng bị xử phạt với mức phạt lên tới 10 triệu đồng. Mức phạt tiền sẽ từ 5 đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Sử dụng văn bằng chứng chỉ của người khác, cho người khác sử dụng văn bằng chứng chỉ của mình, sử dụng văn bằng chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung. Từ ngày 1 tháng 3 theo khoản 3 điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm nghề công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm về hưu trước tuổi nhưng không quá 5 năm. Danh mục nghề công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm mới được ban hành kèm theo thông tư số 11 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội gồm 1838 nghề công việc. Cụ thể có các lĩnh vực như khai thác khoáng sản cơ khí luyện kim, xây dựng giao thông và kho tàng bến bãi, thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông. Theo thông tư số 27 năm 2020 của Bộ Y tế, từ ngày 1 tháng 3, danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền sẽ thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh mua dược liệu để chế biến, bào chế vị thuốc, Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán chi phí dược liệu theo giá mua vào của cơ sở khám chữa bệnh và các chi phí gồm chi phí hao hụt trong chế biến, bảo quản, cân chia nếu có, chi phí phụ liệu làm thuốc, chi phí chế biến, bào chế bao gồm điện, nước, nhiên liệu, chi phí bao bì đóng gói nếu có, chi phí nhân công thực hiện, chi phí quản lý và chi phí khấu hao máy móc. Nếu mua vị thuốc từ các đơn vị cung ứng, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo giá vị thuốc mua vào của vị thuốc và chi phí hao hụt trong bảo quản cân chia nếu có.